Kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình VRT. Hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại huyện Xuyên Mộc về công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kỳ hè tranh biển Vũng Tàu năm 2023, sân chơi bổ ích, gắn kết trí tuệ. Huyện Long Điền tiến hành nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình trường học trước thềm năm học mới 2023-2024. Gian hàng không đồng nâng bước học sinh khó khăn tại Côn Đảo đến trường. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay mở đầu với ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Vũ Sĩ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Xuyên Mộc về công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình xây dựng bảng giá đất và kết quả ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn công tác Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc cho biết, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đều được huyện triển khai, lập và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự quy định. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất vẫn chưa thực sự đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác. Bảng giá đất được ban hành định kỳ 5 năm một lần, chưa bám sát giá thị trường. Trước các khó khăn trên, huyện Xuyên Mộc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh để có cơ sở điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cần có quy định chi tiết về quy trình, trình tự thủ tục và nội dung cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, bỏ quy định yêu cầu hộ gia đình cá nhân phải đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Sĩ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chia sẻ những khó khăn bất cập về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện Xuyên Mộc, ghi nhận các kiến nghị của địa phương để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ. Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 19 tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Cơ quan công an phát hiện 56 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 tăng 13 vụ. Đã điều tra làm rõ 44 vụ với 87 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,5%. Về tội phạm ma túy, phát hiện 21 vụ so với cùng kỳ, nhiều hơn 1 vụ. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc chỉ đạo ngành công an tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, điều tra mở rộng các vụ án để kịp thời phát hiện các đối tượng đường dây hoạt động mua bán người. Dịp này, huyện Xuyên Mộc triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023 trên địa bàn huyện. Nhằm hỗ trợ cho hội viên nông dân ổn định sản xuất và khắc phục những khó khăn do hậu quả của dịch COVID-19, Hội nông dân huyện Xuyên Mộc phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Linh tổ chức hội thảo xây dựng mô hình điểm trình diễn cung ứng phân bón hữu cơ cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện năm 2023. Hiện có 30 nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đang xây dựng các mô hình điểm trình diễn gắn phát triển các loại cây chủ lực trên địa bàn huyện như mô hình trồng cây hồ tiêu, cây thanh long và cây nhãn. Tại hội thảo xây dựng mô hình điểm trình diễn cung ứng phân bón hữu cơ, các nông dân này được công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Ninh giới thiệu về lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ và tặng 12 tấn phân bón hữu cơ do công ty sản xuất với tổng trị giá là 54 triệu đồng. Các hội viên nông dân có nhu cầu đăng ký phân bón hữu cơ mua trả chậm của công ty sẽ liên hệ hội nông dân cấp cơ sở để được hướng dẫn. Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề tình hình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiều ngày 17 tháng 8, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tại buổi làm việc với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2019-2023,
thành phố đã tổ chức hơn 350 buổi tuyên truyền cho cán bộ, quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh trung học cơ sở về công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Thành phố đã tiếp nhận hồ sơ và hoàn học phí cho 292 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố mới chỉ đạt khoảng 10%. Nguyên nhân là do thông tin về thị trường lao động, việc làm còn hạn chế. Nhiều phụ huynh mong muốn con theo học chương trình trung học phổ thông, không muốn học nghề sớm. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đề xuất Sở Giáo dục Đào tạo kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông, tiêu chuẩn đối với người làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hướng nghiệp trong trường học, đồng thời đề nghị nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai dạy văn hóa cho học sinh theo học nghề và điều chỉnh tỷ lệ phân luồng hợp lý. Nhằm mục tiêu đưa tranh biện đến gần hơn với các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các bạn trẻ trên cả nước để nâng cao tiếng nói của người trẻ trong các vấn đề bức thiết của xã hội, Trẻ hè tranh biện Vũng Tàu 2023 đã được câu lạc bộ Vũng Tàu Debate Community tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8. Trẻ hè thu hút gần 80 trại sinh trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong 4 ngày tham gia Trẻ hè tranh biện Vũng Tàu 2023, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của các huấn luyện viên, các trại sinh đã được giới thiệu về bộ môn tranh biện, chia sẻ những kiến thức và kỹ năng tư duy tranh biện, xây dựng phong thái tự tin giao tiếp và thuyết trình để thể hiện quan điểm cá nhân về một vấn đề sự kiện, kỹ năng làm việc nhóm. Sau đó các bạn trẻ sẽ cùng tham gia giải đấu tranh biện về một số vấn đề như giáo dục, vấn đề xã hội để trải nghiệm thể hiện các kỹ năng đã học. Và chương trình mà các bạn tham gia tranh biện của trại hè này thì vòng chung kết của các bạn sẽ được thể hiện như là một cái trận đấu tranh biện chính thức, và các bạn sẽ chia thành hai đội, một phe ủng hộ, một phe phản đối, bày tỏ quan điểm của mình, đưa ra lập luận lý lẽ về một cái kiến nghị, và từ đó thì giúp các bạn rèn rũa cái tư duy của mình. Các anh chị founder đã mời những cái người trainer rất là có chuyên môn và kinh nghiệm. Em học được cái cách xây dựng một cái mạch nói logic và học đồng thời là học được cái cách tấn công logic của đối phương. Và em cũng được học cách phản biện lại, và những cái điều này rất là hữu dụng trong cuộc sống chúng em. Bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2023, chúng ta Tibet Community là câu lạc bộ được thành lập bởi các bạn học sinh sinh viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh hành trình tạo ra môi trường học tập cởi mở lành mạnh, câu lạc bộ tranh biện Vũng Tàu còn mong muốn bộ môn tranh biện sẽ được các bạn học sinh sinh viên biết đến nhiều hơn, cùng tham gia học tập và rèn luyện. Đây cũng là cơ hội lan tỏa những giá trị thiết thực, bền vững lâu dài của bộ môn tranh biện đến các bạn trẻ. Sau 4 ngày diễn ra trải hè tranh biện thì nó càng khẳng định hơn về cái tầm nhìn và cái giá trị mà cái câu lạc bộ của tụi em đang muốn mang đến cho cộng đồng. Trên suốt sau 4 ngày hoạt động thì các bạn đều sẽ thân thiết nhau hơn, và các bạn cũng đều có cho mình những cái trang bị kiến thức đầy đủ nhất và vững chãi nhất về những cái bước đầu tiên của bộ môn tranh biển. Và cụ thể hơn có thể thấy là xuyên suốt qua cái giải đấu mini tournament và cuối của sự kiện của tụi em thì các bạn đều làm rất là xuất sắc, giống như là những cái không thua kém gì những cái tranh biển viên ở các tỉnh thành phố khác cả. Và điều này có thể chứng tỏ rằng tranh biển ở Vũng Tàu hoàn toàn có cái tiềm năng phát triển. Câu lạc bộ tranh biện Vũng Tàu đang hướng tới việc tổ chức cho các thành viên tranh biện để nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình các vấn đề bằng tiếng Anh và song ngữ. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Đất Đỏ, chiều ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục và các đơn vị sự nghiệp. Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ đã công bố 17 quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện bổ nhiệm hiệu trưởng 2 trường tiểu học, 13 hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đối với 2 đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Nhân dân huyện bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị huyện, giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Ông Phan Văn Bảo Quốc, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Theo quyết định và chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ mong muốn trên cương vị mới, các cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và nỗ lực nhiều hơn nữa cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa có buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường học về công tác chuẩn bị năm học mới, năm học 2023-2024.
Dự kiến trong năm học mới 2023-2024, cấp mầm non của huyện Đất Đỏ huy động được 3.389 trẻ, tăng 447 trẻ so với đầu năm học 2022-2023. Cấp tiểu học huy động 6.434 học sinh, giảm 416 em. Cấp trung học cơ sở huy động hơn 5.000 học sinh, tăng 515 em. Để đảm bảo cho năm học mới, Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục hư hỏng xuống cấp cho 14 trường, đầu tư và đưa vào sử dụng trường mầm non Lộc An cũ với tổng kinh phí 54 tỷ đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Làm việc với lãnh đạo huyện, các trường đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục liên quan đến công tác sửa chữa cơ sở vật chất và xét tuyển giáo viên. Sau khi nghe những đề xuất kiến nghị của các trường, bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng tổ chức dạy và học trong năm học mới, đồng thời gấp rút chủ động triển khai tuyển dụng giáo viên theo phân cấp để bảo đảm đội ngũ phục vụ cho công tác giảng dạy. Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2023 với chủ đề Hè năng động, thích khám phá. Hơn 2 tháng qua, Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích với nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thanh thiếu nhi, học sinh tham gia. Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ đã tổ chức nhiều khóa học rèn luyện năng khiếu, kỹ năng sống, thể thao cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Việc chăm lo hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn cũng được tập trung thực hiện tốt. Theo đó, địa phương đã trao tặng 723 suất quà, 10 suất học bổng, 4 xe đạp, 60 bộ sách giáo khoa mới với tổng số tiền gần 500 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện cũng tích cực triển khai các công trình phần việc do thanh niên đảm nhận như tiếp sức mùa thi, đội hình hoa phượng đỏ, đội hình kỳ nghỉ hồng, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Nhân dịp tổng kết hè và các hoạt động tình nguyện hè, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ cũng trao thưởng cho các thí sinh có bài thi xuất sắc tại hội thi vẽ tranh sắc màu tuổi thơ. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã tổ chức đoàn đi kiểm thu và bàn giao, đưa vào sử dụng 4 công trình trường học được sửa chữa trong dịp hè năm 2023, gồm trường Mầm non Đặng Mai ở xã An Dứt, trường tiểu học Tam Phước ở xã Tam Phước, trường tiểu học Cao Phan Ngọc ở xã An Ngãi và trường trung học cơ sở Trần Quy Hãn ở xã Phước Tỉnh. 4 trường học được Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đầu tư sửa chữa từ đầu tháng 6 năm 2023 đến nay đã hoàn thành. Tại buổi nghiệm thu, đại diện các phòng ban huyện và ban giám hiệu các trường học đánh giá các công trình được thi công, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để bàn giao cho các trường đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023-2024. Trong dịp hè năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã bố trí hơn 107 tỷ đồng vốn ngân sách để sửa chữa 42 trên 43 trường học trên địa bàn. Từ đầu tháng 8 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng 10 trên 43 công trình. Các trường còn lại sẽ được huyện tiếp tục nghiệm thu, bàn giao cho các trường trước ngày tựu trường năm học mới. Hội Cựu chiến binh huyện Long Điền phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức tập huấn chính trị, nghiệp vụ công tác hội năm 2023 cho gần 50 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Long Điền được quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quy định 491 của Trung ương Hội về cựu chiến binh tham gia lễ tang khi có hội viên hy sinh từ trần. Các hội viên cựu chiến binh cũng được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023, triển khai chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Được triển khai từ tháng 3 năm 2023, mô hình dân vận khéo thu gom rác thải nhựa, gây quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật
của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Phước, huyện Long Điền đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Để thực hiện thành công mô hình thu gom rác thải nhựa, gây quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Phước đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và chia sẻ mục đích, ý nghĩa của mô hình và hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ. Với rác thải hữu cơ, các gia đình sẽ đào hố rác để chôn lấp và tận dụng làm phân bón. Với rác thải vô cơ, các gia đình sẽ tự thu gom, sau đó đưa đến nơi tập kết để xử lý tập trung. Với rác thải tái chế được, các gia đình tích góp lại để ủng hộ cho mô hình bán lấy tiền gây quỹ. Qua gần 6 tháng triển khai thực hiện mô hình, các chị em đã gây quỹ được hơn 10 triệu đồng. Nguồn quỹ này được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã dùng để thăm hỏi, hỗ trợ 12 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tôi làm giúp việc nhà cho người ta, đi dọc đường tôi bị tai nạn xe gãy tay, không có tiền mua bảo hiểm. Nay nhờ hội phụ nữ đã giúp tôi mua được bảo hiểm, cho tôi phần bảo hiểm, đi khám bệnh đỡ tiền mua thuốc ở ngoài. Tôi xin thành thật cảm ơn Hội Phụ Nữ xã Tam Phước. Từ khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế của phụ nữ tặng, tôi rất thật là có ý nghĩa. Tôi thường cũng hay bệnh vì gia đình khó khăn nên tôi không đủ điều kiện để mua bảo hiểm. Nay nhờ có bên phụ nữ xã tặng bảo hiểm, tôi rất vui mừng, cảm ơn. Trong thời gian tới, với hiệu quả của mô hình thì hội sẽ tiếp tục duy trì thực hiện mô hình để có thể hỗ trợ thêm cho nhiều chị em phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo khó khăn đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực giúp hội viên phụ nữ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời củng cố tình đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình giữa các hội viên, phụ nữ và người dân ở cộng đồng dân cư. Mô hình cũng giúp người dân và cộng đồng nâng cao nhận thức, ứng xử đối với môi trường. Chương trình Hòa nhịp phát triển tiếp tục với những thông tin ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Ban chỉ đạo hè thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hè năm 2023. Dịp hè năm nay, Ban chỉ đạo hè thị xã Phú Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, Ban chỉ đạo hè thị xã Phú Mỹ còn trích gần 150 triệu đồng từ ngân sách và quỹ bảo trợ trẻ em tặng quà cho 492 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trao 137 suất học bổng với tổng số tiền 83 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 230 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng cho học sinh nghèo. Các xã phường vận động mạnh thường quân tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo với tổng trị giá hơn 335 triệu đồng. Các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các công trình tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, tuyến đường hoa thanh niên, ánh sáng an ninh, trồng cây xanh chỉnh trang đô thị đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tổng kết hè năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhằm bảo đảm cho hội viên nông dân được sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, Hội nông dân huyện Côn Đảo đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xử lý nước sạch Aqua Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ lắp đặt, sử dụng trải nghiệm máy lọc nước sạch cho hội viên nông dân huyện Côn Đảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xử lý nước sạch Aqua Việt Nam đã giới thiệu về máy lọc nước và các tính năng của máy lọc nước Aqua. Dịp này, 122 hội viên nông dân huyện Côn Đảo được công ty hỗ trợ 50% giá trị của mỗi máy lọc nước. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện lắp đặt miễn phí 8 máy lọc nước khoáng tinh khiết tại 8 nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp tổ chức gian hàng không đồng nâng bước em đến trường. Gian hàng không đồng nâng bước em đến trường do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Côn Đảo phối hợp thực hiện, cung cấp nhiều mặt hàng thiết thực cho các em học sinh như tập vở, bút, ba lô, thước, quần áo, sữa bánh kẹo, trái cây, khẩu trang.
Tham gia gian hàng, 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã lựa chọn cho mình những đồ dùng học tập và những bộ đồng phục phù hợp. Gia đình con bớt khó khăn, chuẩn bị cho con năm học mới, không có cần này tiền để chi vào sách vở và bút viết nữa. Thì em rất là vui mừng được nhận được tiền và được gian hàng không đồng, vừa là với gia đình em và cũng mọi gia đình khác để để tổ chức gian hàng không đồng, các đơn vị tổ chức đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ kinh phí, vật phẩm với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Dịp này, câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện của huyện đoàn Côn Đảo đã cắt tóc miễn phí cho 25 em học sinh trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa phối hợp công an phường tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn, tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn và công an phường đã đến thăm và trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ cho bà Bạch Thị Vân, ngụ tại khu phố 1. Bà Vân là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng bà do tuổi cao, sức khỏe yếu nên không làm công việc nặng nhọc. Các con lại đang tuổi ăn học. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng trao tặng 10 phần quà, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ đơn thân. Mỗi phần quà trị giá hơn 300.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện hơn 6 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng đến thăm và tặng 5 phần quà cho thân nhân gia đình cán bộ, công an nhân dân tại địa phương. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.